Xin chào các bạn đang theo dõi kênh video của xe điện motor điện. Video hôm nay mình xin giới thiệu đến các bạn cái hệ thống treo độc lập đằng trước. Đây là một cái hệ thống treo độc lập là sử dụng phanh dầu, phanh đĩa và có cái một chữ A và một giảm sóc. Cái bộ này có thể chịu tải từ 6 chỗ cho đến 12 chỗ, rất là thoải mái. Lắp đặt thì cực kỳ là dễ thôi. Lắp đặt thì rất là dễ dàng. Và chiều rộng của xe thì tùy ý bố trí. Cái chữ A này chỉ cần lắp dốc phần đầu ngoài này xuống một chút, khoảng 4-5cm, đủ độ đàn hồi của lò xo. Sau đó là chỉnh cái mặt bánh này cho vuông góc với mặt tiếp xúc trên mặt nhà, nền nhà. Thì phần còn lại trên này sẽ là lắp lên trên phần con đội ở phía trên của khung xe là xong. Lắp đặt của cái này còn dễ hơn cả lắp đặt bộ càng chữ A nữa. Mời các bạn cùng theo dõi. Đây là một số kích thước cơ bản của cái bộ càng chữ A này. Chiều rộng từ bên bản lề này qua bản lề bên kia của chữ A dưới là 27cm. Từ chữ A cho đến đầu mặt bánh là 38cm. Và chiều cao từ mặt chữ A cho đến đỉnh của cái giảm sóc đơn này là 54cm, 50cm cho đến mặt bát bánh. Đây thì mình lắp cái hệ thống lái thì mình lắp cái giằng lái và rô tin vào đây. Từ bên này qua bên kia. Đây, sử dụng thước lái đơn, thước lái hai đầu. Loại này thì có thân ốc từ bên tim ốc này qua tim ốc bên này là 7cm. Đối với các bạn có nhu cầu lắp 8cm thì mình chỉ cần thay cái mặt này là xong thôi. Đấy. Các bạn có thể dùng bộ này cho những cái dòng xe chở khách từ 6 đến 12 chỗ ngồi, 16 chỗ ngồi, 12 chỗ ngồi đều có thể sử dụng được. Bộ giảm sóc này rất là khỏe và nó rất là êm. Mọi chi tiết đặt hàng thì xin liên hệ qua số điện thoại 0983 818 955. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Các bạn nhớ đăng ký kênh để ủng hộ và nhận được thông báo khi mình đăng những cái video mới nhất.